Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta sẽ luôn luôn đúng hẹn với nhau vào khung giờ này để có thể cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, dĩ nhiên là câu chuyện của một ai đó đã tin tưởng và tìm đến với chương trình. Vậy thì việc mà chúng ta lắng nghe nhau có giá trị gì không? Trong tâm ý thực hiện của ekip thì rõ ràng chúng tôi hiểu rằng việc một ai đấy họ cảm thấy khó khăn và họ cần có một cái người lắng nghe mình và đôi khi được chia sẻ thôi, chứ cũng không nhất thiết phải tìm kiếm một cái giải pháp thay cho họ, cũng đã là một cái điều thực sự chữa lành. Một cái từ mà thực ra bản thân mình cũng không thích sử dụng nhiều trong thời gian này đâu. Tuy nhiên thì việc mà tôi biết rằng tôi không cô đơn, tôi không đơn độc trong cái câu chuyện của mình là một cái điều rất là cần thiết để mọi người có thể hồi phục sức khỏe tâm thần. Và điều thứ hai đó là ngay ở bản thân của chúng ta cũng đối diện với rất nhiều vấn đề của riêng mình. Và biết đâu chừng khi được lắng nghe câu chuyện của một ai đó thì đồng thời cũng là lúc mà chúng ta khai mở được góc nhìn và có thể tìm thấy được cái giải pháp cho riêng mình từ câu chuyện của người khác. Chúng ta cũng chào đón một khách mời tìm đến với Ai Cũng Có Chuyện trong không gian quen thuộc này. Thì không biết câu chuyện tối hôm nay sẽ là câu chuyện của ai và nó sẽ là câu chuyện ở cái trải nghiệm cuộc sống như thế nào. Ngay bây giờ thì xin mời chúng ta cùng lắng nghe. Chào em. Dạ, chào chị. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Mình tên là Minh, mình đang là công việc tự do. Mình muốn kể câu chuyện của mình cách đây 3 năm về trước. Lúc thời điểm là dịch vừa mới hết á, thì lúc đó mình cũng ở nhà cũng rảnh, lên mạng mình lướt Facebook cái lời vụ ngọt đầu tư rồi sẽ có lãi. Ban đầu mình cũng không có tin đâu, chơi thử xíu mình. Chơi thử. Rồi cũng có thấy lời được chút đỉnh, rồi dần dần mình lún sâu vô thử trước, là mình kéo về cái số tiền là 10 triệu. Rồi sau đó mình tin ở tháng được rồi mình mới đặt số tiền gấp đôi là 20. Thì không ngờ là cái lần đó là mình thua. Rồi sau đó nó nói là anh đừng có lo, tại vì em do sơ suất này kia thôi. Rồi nó lại kêu em nạp thêm vô. Rồi em cũng nghe theo luôn, nó chặn mình luôn. Là mình tiếp tục lướt Facebook, vô tình mình lướt thấy cái app đầu tư là nữa hả? Dạ. Chù cha. Cái rồi. App đó thì nó không có gì đặc biệt, nó chỉ là kéo mình vô chơi bình thường thôi. Có một ông thầy dẫn dắt là nhóm 5 người, nó mạo danh đơn vị vận chuyển rất là tinh vi luôn, cũng đưa cho mình mấy cái giấy tờ này kia để mình tin là trụ sở đây có đóng mộc này đàng hoàng luôn đó, để cho mình tin tưởng mình đầu tư, mình nạp tiền. Rồi sau một thời gian thì em thấy vô chơi nó cũng từ từ mấy trăm, mấy hai triệu, ba triệu, năm triệu rồi đó. Hai bốn bạn khác, tôi tính luôn em là năm, là bốn người đó thực ra đó em biết đó là người của nó. Mà người ta sau gọi là chim mồi hả? Dạ, chim mồi đó chị. Nó vô nó nói đặt lệnh này kia, nó bắt lỗi mình. Ban đầu rút được, lúc 2 triệu thì rút được, mà lúc mình nạp 5 triệu vô mình sửa là mình đầu tư theo nó, cái lệnh đó bị lỗi rồi. Anh bị sai cú pháp, không có rút tiền ở được, anh phải mà bù, bây giờ anh phải nạp thêm tiền vô để nó xóa cái lệnh lỗi. Dạ, xóa cái lệnh lỗi, nó nói vậy đó. Rồi mà mấy người kia cũng sùm lên, cảm thấy mình tội lỗi á, có lỗi á. Thì đó, nó bắt chúng tâm lý của mình, thành ra mình phải làm theo ý cái yêu cầu của nó, là mình phải nạp thêm tiền vô. Vào mấy người kia cũng giả bộ thôi vậy tụi em đóng ít thôi, có 1 triệu 500 ngàn gì đó, giống giả bộ là đưa cái bill lên, mà bill giả. Giả bộ nói ai cũng đưa bill rồi, bây giờ em là người là phạm lỗi chính, sai sót lớn nhất thì em phải là người chịu trách nhiệm, là đóng 10 triệu vô. Rồi sau em đặt xong cái em lại hoang mang tiếp nữa. Ông nói là VIP của em chưa đủ, phải nạp đủ 50 triệu. Từ 5 triệu, 10 triệu rồi nó kéo nó gấp 10 lần là 50 triệu. Em không có đủ tiền. Rồi em phải ra ngoài em kiếm mấy cái F88 rồi em vay mượn đồ. Mình lại đi vay tín dụng đen. Dạ, nhưng mà không thành, chỉ có cách là cầu xin ba mẹ thôi. Xin ba mẹ. Thà thiệt với ba mẹ là trước đó em bị thua như vậy. Rồi mẹ em nói là bây giờ con vậy đó, giờ con muốn sao, 50 triệu phải không? Rồi cái này là thật sự là nó có thể là giúp con là lấy lại tiền hay không? Thì mình cũng nghĩ là được đó mẹ, mày cứ tin con đi. Thì lúc mình cũng đặt niềm tin thôi, mình cũng nghĩ giờ lỡ rồi chứ. Lúc đó mình cũng ngu biết vậy, mình dừng lại đi. Sao không, lúc đó mình không nghĩ thôi dừng lại bỏ luôn cho rồi đi, là mình không có bị mất số tiền sau này quá lớn luôn.
thì cũng mẹ cũng là còn sau này nữa hả? Là có cái rồi. Đoạn cuối em chưa kể. Vậy thì có nghĩa là cái lúc mà mẹ đưa tiền cho em á là mẹ cũng không có đi chứng thực, mẹ chỉ nghe em trình bày thôi. Mẹ hoàn toàn tin em là tại vì em là con một thì cái việc là 50 triệu đó thì mẹ em có khả năng, thì từ cái việc 50 triệu đó em làm theo. Và tiếp tục họ lại nói cấp VIP của em này kia chưa đủ. Nó nói cái lỗi của em quá lớn. Rồi em cũng không thể nào tiếp tục rút tiền. Em thử rút rất là nhiều lần làm lệnh không được, không được. Em phải cầu xin người ta. Cũng giờ sau đó em tiếp tục làm 100 triệu. Bây giờ là gọi là em năn nỉ lắm, giữ xuống nước lắm. Mà ba em kêu đó, đừng có cho nó tiền. Trời ơi, nó lừa, bị lừa trên mạng rồi. Nó khuyên ba em là rất là nghiêm. Mẹ em thì như là giờ sao giờ cứu con nữa chứ, giờ con bị vậy rồi, nghĩ là thương con mình mới vậy thôi. Thì em bây giờ nghĩ lại mình đã làm mẹ buồn, thấy mình ngu quá, quá ngu trong lúc đó. Sao mình không tỉnh táo hơn, lúc mà thua 2 triệu gì đó thì mình nên dừng lại đi. 100 triệu bọn chúng còn chưa đủ, chưa dừng lại nữa. Chúng muốn vòi thêm là chúng nói là bây giờ là phải 400 triệu. Số tiền của em bây giờ như vậy nó quá lớn đi. Là bên kia sở gì đó, bộ gì nó tưởng là mình rửa tiền. Nó nói tới vậy luôn, sợ mình rửa tiền cho nên nó bây giờ yêu cầu mình phải đóng số tiền là 1 tỷ. Thực sự là ba lúc đó chửi em rất là nhiều luôn, chửi mẹ em luôn là nó bây giờ bà thả sáng mắt chưa, bà thấy đó thằng con của bà đó nó làm như vậy đó. Nó nghe lời người ta, tin những lời trên mạng đó, giờ nó tán ra bại sản đó. Bà mà tiếp tục cho nó mượn nữa là bán nhà luôn. Chỉ sự là em một đi sang một nước cuối nữa thôi là bạn là căn nhà bán luôn. Mà hên là em cũng dừng lại. Đó là sau 100 triệu đó thì lần kế tiếp là em nạp thêm bao nhiêu nữa? 200 và 500. Vẫn là mẹ là người chạy tiền cho mình. Dạ. Cái vụ đó em có hỏi người này người kia thì tổ trưởng gần nhà nè, em cũng trình báo luôn đó, là tổ trưởng kêu bây giờ chỉ có cách là ra ngoài công an phường độ trình báo để họ. Nhưng mà em ra rồi mà họ nói là cái này số tiền quá lớn, không có trong quyền hạn của người ta. Là người ta phải kêu lên quận. Sau em lên công an quận thì quận cũng không có quyền hạn luôn. Quận có kêu em đẩy lên thành phố, cấp thành phố. Thành phố rồi sau đó là cũng không giải quyết được. Và đẩy em tới chỗ công an hình sự, cảnh sát hình sự quận nhất đó, đường Trần Đạo. Thì em vô đó em làm theo cái anh cảnh sát, anh nói là chụp đầy đủ chứng cứ, rồi in photo ra, rồi chỉnh ghi đồ á. Thì em làm theo hồ sơ dày lắm chị, tặng mấy tốn 200-300 ngàn đó. Em tốn nhiều thời gian, em lên đó em nạp, rồi anh kêu là về đi từ từ anh điều tra. Và lúc em vô đó em thấy cũng rất là nhiều người bị lừa như em luôn. Nhưng mà bây giờ mình quay lại đi, chị muốn mọi người vẫn đang rất mơ hồ thông tin về em. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 30 ạ. 30, điều đó có nghĩa là cái thời điểm mà mình bị lừa là 20 mấy tuổi rồi. Dạ, 27. 27 tuổi rồi. Thực ra trước đây thì mình có học một cái chuyên ngành nào đó không Minh? Tiếng Trung, làm phiên dịch và có dạy giáo sư. Thế thì khi mà em đi phiên dịch là em phiên dịch cho những cái loại hình công việc gì? Công việc tự do là giống như là mình người ta cần mình soạn văn dịch văn bản á, hay là đi chung với sếp và rồi mình đi phiên dịch hiện trường rồi đó. Chủ yếu là cái đó, hoặc là đi kiểu như phiên dịch cho mấy người nước ngoài du lịch qua đây với Việt Nam á, mình cũng có mình đi. Em đã làm khoảng bao nhiêu năm trước dịch? Hơn 3 năm mà. Tại sao chị lại hỏi cái điều này? Bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng phải là một cái người có trải nghiệm nhất định, hoặc chí ít là có được thông tin, thì mình mới có thể dễ dàng tránh được những cái cú lừa đó. Có nhiều lý do để người ta sa chân vào một cái bẫy nó quá ngon như vậy. Thì cái đầu tiên đó là không hiểu gì về cuộc đời, trong veo tinh khôi, người ta gọi là tấm chiếu mới. Nhưng thực ra em cũng không mới lắm. 3 năm làm phiên dịch với rất là nhiều loại hình. Thì điều này có nghĩa là mình cũng đã tiếp xúc với nhiều giới nè. Mình tiếp xúc với dân làm kinh doanh, mình tiếp xúc với dân đi chơi thôi. Mình cũng tiếp xúc với cái người đi làm, chuẩn bị đi làm. Có nghĩa là mình cũng phải có vốn liếng xã hội nhất định để mình tin một cái niềm tin. Em có một cái niềm tin rất đúng là không có gì, cái gì mà việc nhẹ lương cao hết. Thì đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn bị lừa thời điểm đó? Bởi vì cái điều đầu tiên là gì? Là sau một cái cơn khó khăn của toàn xã hội, chúng ta cần hồi phục kinh tế. Thì có vẻ như là khó khăn về việc làm, khó khăn về mưu sinh, nó làm cho mình thôi kệ, cái nào mà có cơ hội kiếm tiền thì mình sẽ tham gia. Và cái số tiền mà em bỏ ra mỗi lần ở giai đoạn 1 á, nó cũng không quá nhiều để mà mình cảm thấy là... Vài chục thôi, nói chung là khoảng 2-3 tháng lương. Nhưng mà nó không phải là ngay lập tức người ta kêu mình là 20-30 triệu, mà là mỗi lần 2 triệu, 5 triệu, có nghĩa là cái sự từ từ đó, nhỏ giọt đó. Nó làm cho cái tính phòng vệ của chúng ta bị giảm.
À, cho nên là mọi người dễ sập bẫy. Có nghĩa là thậm chí là lúc đó mọi người cũng đang nghĩ trong đầu vậy nè, thì có 5 triệu thôi mà, có 2 triệu thôi mà, mà nếu không được thì coi như mình xui đi. Dạ. Nhưng mọi người quên mất rằng 5 lần của 5 triệu là 25 triệu rồi. À, nhưng mà mọi người lại không để ý cái con số tổng đó. Như vậy thì phía bên kia cũng nắm tâm lý của chúng ta rất là rõ luôn, chia nhỏ cái lộ trình này ra. Ở cái lần đầu tiên mà em bị lừa vài chục á, thì thực ra những cái lần mà em lấy lại được á, thì em lấy lại được bao nhiêu và lấy được mấy lần? Em lấy được khoảng 2-3 triệu. À, có nghĩa là bước 1 là nạp vô xong rồi cho rút ra, nạp vô xong rút ra, làm vậy được mấy lần? Mấy lần rút ra? Không, lúc cái lần đầu giai đoạn 1 em bị lừa thì đang hỏi đây giai đoạn 1 đúng không? Giai đoạn 1 đó thì em chỉ lấy được một phần nhỏ thôi, khoảng 2-3 triệu. Nhưng sau mà lấy mấy lần? Có nghĩa là cái thao tác khoảng... mà nhập lệnh nào rồi bắt đầu được trả tiền là được diễn ra mấy lần? Khoảng 3-4 lần. Đó, đúng luôn. Mà đúng. Mỗi lần rất là nhỏ. Nhỏ hay lớn không quan trọng, cái quan trọng là các bạn hình thành niềm tin. Vấn đề không phải là lần đó tôi rút ra cái là được mười mấy triệu hay là 100 triệu, mà là tôi đang được hình thành niềm tin rằng là tôi có rút lại được tiền thiệt nè. Quan trọng ở đây là họ nắm bắt rất là rõ là họ gieo cái niềm tin cho mình. Thế thì chị bắt đầu quan tâm đến cái bước 2 ấy. Ở cái giai đoạn 2 mà em bị lừa, tại sao cái cú lừa ở giai đoạn 1 nó không đủ cảnh tỉnh đối với em? Vấn đề đây là mình đã bị lừa rồi đó. Cái giai đoạn 1 gấp nhưng mà cái nhỏ, với lại em thấy nó là cái app. Cái giai đoạn 2 nó khác với giai đoạn 1. Cái cách thức chơi, cách thức đầu tư nó cũng khác. Nên em mới nghĩ là nó uy tín hơn. Mà không ngờ em đã sai lầm và lúng rất là sâu. Giai đoạn 1 em đã mất đi số tiền kia, em thực sự là muốn lấy lại. Để bù đắp lại cái phần mất mát kia đó hả? Dạ đúng rồi. Thực tế nha, chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại ở cái đoạn 50 triệu. Nó đã phải đủ lớn để mình được phản tỉnh rồi chứ. Vì sao lúc đó mình vẫn nghĩ rằng nó bình thường lắm? Rồi sau đó là còn thêm 2-3 chặng nữa cơ, mới lên đến con số hơn 1 tỷ. Tại thời điểm đó thì em nhớ là lúc mà mình bị bắt lỗi á, là giống như là nó đánh trúng tâm lý của mình, là mình là người gây ra lỗi. Lúng vô sâu rồi mình muốn rút ra thì không có được. Cái sự không được đó nó nằm ở đâu? Số tiền mình đã nạp vô rồi mình thấy tiếc á. Thế nên nó đánh trúng tâm lý mình, lỡ đỡ vô tới tiếc mình không rút ra được, mà nó bắt mình phải là vậy tiếp. Em có nghĩ là vì mình tham không? Có. Tại vì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mình cũng phải đủ giật mình để cho thấy là có cái gì đó nó rất mờ ám ở đây rồi. Vậy thì giữa cái chuyện là tôi thà mất 200 triệu với cái việc mà tôi phải nạp vô 200 triệu nữa để rồi tôi mất tới 400 triệu thì đáng lý ra là phải cân đo đong đếm. Thấy rằng là giữa cái việc mất 200 triệu nó vẫn đỡ hơn là mất 400. Nhưng em đã không có nghĩ theo kiểu đó. Em đã nghĩ theo kiểu là mình sẽ có được 400 cộng thêm tiền lời. Em nghĩ là nên tin lần cuối gì đó. Thì em nghĩ là... lần cuối thì nó phải là dừng ở 50 triệu hoặc 100 triệu chứ lần cuối gì đâu mà mấy nó lần. Nó bắt nhiều lỗi lắm chị. Không, ý của chị nó, là vậy nè. Cái lúc đó nó... nó có bắt em 100 lỗi đi chăng nữa, việc của em là đóng áp. Trong kinh doanh đó người ta có một cụm từ gì nè, cắt lỗ. Cắt lỗ có nghĩa là chấp nhận lỗ và nghỉ. Dừng ở đó, không để nó nảy sinh thêm nữa. Thực ra là mình đã bị lòng tham dẫn dụ á. Yeah. Mình quên mất cái việc là mình phải chấp nhận từ bỏ. Mà mình chỉ nghĩ đến một chuyện thôi. Là mình phải lấy về. Lấy về. Còn lấy nhiều nữa chứ. Lấy lời nữa. Và bên kia thực ra người ta đo hành vi em được đó. Thành ra mình chỉ nghĩ tới câu chuyện là mình phải đổ tiền vô để lấy cái tiền kia ra. À, và em chỉ cần làm điều đó 2-3 lần thôi là phía bên kia nhìn ra được xu hướng của em rồi. Em có cầu xin là cho lấy lại khoảng 30% thôi. Là khoảng 200 triệu, 300 triệu cũng được. Nó không đồng ý. Nó đeo bộ nó xin để đợi chờ khoảng 10-20 ngày. Rồi cũng em hỏi lại nó mới trả lời là không được anh ơi. Rất tiếc bên giám đốc anh em không chịu. Nhưng điều quan trọng ở đây là chị quan tâm đến phụ huynh của em. Cái tiền mà mẹ phải dốc hết ra để đưa cho em trong những cái lần nạp tiền như vậy đó. Cái điều quan trọng ở đây là tại sao ngay cả bà cũng không cảm thấy rằng nên dừng lại cái việc này? Chắc là do mẹ em thương em quá. Thì nghĩ là con đầu tư thì bị sa ngã như vậy thì chắc cũng muốn cứu vớt em. Vậy hỏi thật á, em đã làm gì trong cái cách mà em đề nghị mẹ hỗ trợ tiền bạc thì em cầu xin năn nỉ mẹ em thôi. Đến mức nào? Dạ. Đến mức nào mà để một cái người mẹ phải lấy hết tiền tiết kiệm ra, tiền để dành ra? Lần cuối nếu mà không được nữa thì em làm gì em cũng chịu. Là mấy lần cuối lần rồi? 2 lần. À. Mà ba em cũng có ngăn cản mấy lần, ngăn cấm từ cái lúc mà 100 triệu rồi. Mà mẹ em vẫn, em với mẹ em biết sao không? Tại sao lúc đó mình ngu, mình không dừng lại. Mình còn đi kêu năn nỉ mẹ cho mình mượn tiền nữa. Và lúc đó mình cũng lầm quá, mình không biết sao mình lại... Thậm chí lúc đó mình còn cười cợt ba mẹ là ba mẹ không có biết hình thức đầu tư mới nữa. Dạ. Có không? Hình như có chị. Có. Thật
thực ra trong gia đình mình đã lục đục với nhau đến mức nào vì cái sự việc này của mình? Sau chuyện đó thì em muốn bỏ ra nhà ra đi. Lúc đó có một cái người bạn nào để em nói với họ rằng là ê, tao đang tham gia cái app này, tao đang tham gia cái chương trình này, rồi tao đang nạp tiền như vậy. Có không? Có chia sẻ với ai ngoài gia đình của mình không? Dạ không. Rồi sau thì mới có, chứ thời điểm đó là không. Nên là có. Sau khi mình ngưng rồi đó, dạ, mình bị lừa rồi, đó. Mình sáng mắt ra. Thì mình mới bắt đầu nói để mình nói về cái bài học cay đắng của mình thôi gì. Dạ. Cái sự vấp váp ở đời á khó tránh lắm. Mặc dù đạo cao một trượng đó nhưng mà ma nó vẫn cao một thước. Điều đó có nghĩa là ngoài kia cũng có rất nhiều kẻ xấu, cũng có nhiều người họ tâm cơ, cũng có nhiều người mong muốn là tôi ngồi không mà tôi có tiền của thiên hạ, nhiều lắm chứ em. Như vậy thì cạm bẫy là xung quanh chúng ta. Và nếu như chúng ta có một cái kết nối nó thực sự tốt với những cái người thực sự chất lượng thì mình sẽ được cảnh báo kịp thời. Ở đây mình nói rằng là trời, sống phải khôn lên, phải có kiến thức. Nhưng mà một mình bạn chưa có đủ, tại vì ai cũng có giới hạn trong sự hiểu biết của mình hết. Bạn không bị lừa cái kiểu này nhưng mà chưa chắc kiểu khác là bạn không bị lừa. Chị hỏi thật á, sau cái cú hơn tỷ đó, minh của cái giai đoạn nhận ra mình đã mất hơn 1 tỷ so với minh của trước đó, tức là ở cái giai đoạn mà chưa bước vô luôn cái chặng 1 của cái cú lừa này, em thấy em khác nhau cái gì? Làm cái gì đó mình phải suy nghĩ đắn đo kỹ, và mình cũng phải là hỏi này kia nhiều hướng, rồi mình tìm hiểu kỹ nữa. Và có thể là mình sẽ không đầu tư, mình thà chấp nhận bỏ chứ mình không có mạo hiểm. Trong mối quan hệ gia đình thì Minh ở hai giai đoạn có khác nhau không? Thương yêu ba mẹ nhiều hơn, cần bù đắp cho mẹ nhiều nhất. Mình kiếm tiền, mình mua này mua kia cho mẹ, và cũng hứa là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả lại số tiền mẹ đã cho mình mượn. Cái cách mà em trả lại cho mẹ tốt nhất đó là cái cách là đừng bao giờ tốn thêm tiền nữa. Dạ. Thế còn câu chuyện mà trả ngược lại chắc gì mẹ em đã muốn nhận đâu. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái trải nghiệm đó đó, mình thực sự cho mẹ thấy rằng là con khôn ra thiệt, con thận trọng thật. Thì đó là cái cách để mẹ thấy thôi, thì coi như là tiền đó tiền học phí. Vậy thì tại sao ngày hôm nay em xuất hiện ở đây? Dạ, tới hiện nay thì em tạm ổn định. Dạ, em cũng tâm lý em ổn định hơn xưa rất là nhiều. Và sau cú vấp ngã 3 năm trước thì em trưởng thành hơn rất là nhiều. Và em muốn mang tới thông điệp này đến cho tất cả mọi người là nên cảnh giác và đừng nên tham và tin quá dễ tin người đời những lời dụ ngọt trên mạng. Cũng đừng nên quá mạo hiểm đầu tư bất cứ thứ gì và mình chưa tìm hiểu kỹ, hiểu rõ về nó. Có lời nhắn gửi nào nhân tiện đây gửi đến cho ba má không? Con rất là thương ba mẹ. Ba mẹ thương con rất là nhiều. Mặc dù là con làm lỗi như thế nào nhưng mà ba mẹ vẫn bỏ qua và chào mừng con về bất cứ lúc nào. Con là một người con bất hiếu ở thời điểm 3 năm trước, nhưng mà với hiện tại thì con sẽ cố gắng là phụng dưỡng như ba mẹ cho đến hết cuộc đời này. Con xin cảm ơn. Chị thì chị nghĩ vậy nè, mẹ không có chấp mê cho những cái lần mà mẹ đưa tiền cho em đâu. Đối với mẹ em á, cái tài sản quan trọng nhất của bà là em, chứ không phải là 400 triệu hay là 500 triệu hay là 1 tỷ. Mặc dù theo lời kể của em thì ba em cũng la rầy dữ lắm, ba em cũng phản đối, ba em cũng lớn tiếng, nhưng cuối cùng thì ông vẫn để bà làm đấy thôi. Chẳng qua là cái tình thương của một cái người ba nó đôi khi trong cái hành vi á, họ thể hiện nó sẽ khác với người mẹ, cho nên ba em ồn ào hơn, ba em căng thẳng hơn. Nhưng cuối cùng với ông bà thì cái tài sản quan trọng nhất của họ là cái đứa con này, cái đứa con mà theo lời em nói là duy nhất, em là con một nữa. Chị cũng tin là em nhận ra. Thôi thì chúng ta cũng không có kỳ vọng một cái cuộc đời nó quá vinh hiển, nó giàu sang, nó xa hoa. Với những gì trải qua thì mình thấy là tình cảm gia đình nó quan trọng, ba mẹ còn ở đây với mình nó quan trọng. Cái niềm vui của mình đôi khi nó chỉ đơn thuần thôi, không cần quá nhiều, nhưng mà nó bình an. Cảm ơn em vì đã đến đây ngày hôm nay với Ai Cũng Có Chuyện. Và thưa quý vị khán giả, từ trải nghiệm của Minh thì chỉ có một thông điệp mình muốn nhắc lại với mọi người thôi. Đó là những cái bẫy giăng xung quanh chúng ta, trên đó nó có nhiều loại mồi lắm. Nó có những cái bẫy được đặt phô mai, có những cái bẫy được đặt khô gà, có những cái bẫy nó được đặt ở những cái món rất là ngon. Và đôi khi có những cái bẫy nó cũng hình thù, nó cũng khác nhau. Hiểu như vậy để biết rằng cảnh giác chưa bao giờ là thừa cả. Và bạn cần luôn luôn kiểm tra kỹ mọi thông tin mà bạn đang tiếp cận. Hãy cứ khát khao, hãy cứ làm giàu, hãy cứ mong muốn cái việc được phát triển bản thân. Bởi vì điều đó nó không xấu, chỉ cần đảm bảo rằng là điều chúng ta đang làm
nó không vi phạm pháp luật và không vi phạm đạo đức, thì điều đó nó sẽ là một cái chuyện mà bạn được phép làm. Và để làm một cách bình an, thành công và tránh những cái sai lầm thì phải có đầy đủ thông tin về cái điều mình đang làm, cái người mà mình đang gặp. Đó là cái cách để dẫu trong trường hợp xui nhất có thể là mình là nạn nhân thì mình cũng không sống trong những cái tháng ngày dây dứt. Là tại sao hồi xưa mình không có kỹ lưỡng hơn một tí? Thì đó là cái thông điệp của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Còn thời lượng của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ưu tiên dành cho Ai Cũng Có Chuyện một khung giờ nhất định trong một tuần. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tuần sau. Em chưa sẵn lòng không nhé. Em nghe không? Alo, em nghe. Rồi, em chia sẻ về bản thân với Hùng hả? Dạ, em tên Hùng. Rồi, tên đầy đủ của em là gì mà? Dạ, tên đầy đủ em là Hoàng Thanh Hùng chị ạ. Hoàng Thanh Hùng, rồi Hùng sinh năm mấy em? Em sinh 1993. 1993. Rồi, chủ động nên là mạnh mẽ như thế nào, quê quán ở đâu thì Hùng đã làm công việc gì nè? Dạ, em làm công việc kinh doanh. Mà nói chung là làm xe ô tô chị, quê ở Đắk Lắk, sống ở Sài Gòn, ở quận 12. Xe ô tô đúng không? Đúng rồi. Quê Đắk Lắk, làm việc tại Sài Gòn. Dạ. Rồi, em làm cho hãng nào? À, em làm cho hãng Hino chị ạ. Hino. Hino là hãng về xe tải hả? Dạ. Đúng không? Đúng rồi chị. Ừ. Rồi em làm công việc này lâu chưa? Hồi trước là mình học bên trường nào? Trước em học trường giao thông vận tải. Em làm cái này cũng được 2-3 năm rồi chị. Đại học giao thông vận tải ở đường hay là đường D2 hả? Em học ở quận 12, ở đường Nguyễn Thủ. Mới làm 2 năm thôi, vậy thì trước đây em làm công việc gì? Em làm kỹ thuật. Alo. Rồi chị vẫn đang nghe đây, chủ động chia sẻ đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì này? Dạ điểm mạnh em ạ. Nói chung điểm mạnh của em thì chuyện giao lưu bạn bè tốt. Cũng biết quan tâm. Giao lưu tốt mà sao ngồi cứ ngại ngùng mấy giờ vậy trời? Tại vì gặp người lạ em ít nói chuyện chứ còn khách hàng rồi người nào mà biết xíu thì em nói chuyện được nhiều. Quen bao nhiêu lâu thì mới có thể là trở thành những người quen để em nói chuyện nhiều được? Thì nói chung là nói chuyện hợp cái là nói chuyện nhiều đấy, lần đầu anh em cũng hơi ngại. Còn điểm yếu, điểm mạnh gì nữa không? Hát hò, văn nghệ gì không? Em chơi thể thao được, đá banh, đá bóng rồi gì em cũng chơi được. Biết hát chứ không hát hay. Biết hát là hát nhạc gì nè? Hát nhạc trẻ, nói chung là biết hát thôi chứ không hát hay gì à. Rồi. Dạ. Còn điểm yếu của em thì sao? Điểm yếu em à? Em hơi hơi cẩu thả, chủ quan. Cẩu thả, chủ quan là sao? Ý là tức là làm việc em nhiều lúc giấy tờ hay bị sai sót chị. Rồi làm việc sale, ký hợp đồng với khách hàng rồi sai sót giấy tờ là sai sót làm sao? Thì nói chung là trong nghề với cái kiểu chị, nói chung em nhớ em cũng hơi có xì xòa quá đó nên là sai giấy tờ. Còn gì nữa không? Gặp người lạ thì em hơi ít nói. Em chỉ biết từng nói thôi, em không biết nhiều nữa. Còn gì nữa nào? Hơi sống nội tâm á chị. Hơi nội tâm. Dạ. Có tật xấu gì không?
Tật xấu à? Ngủ trễ. Ngủ trễ, mấy giờ ngủ mà ngủ trễ? Thì nói chung là em không biết nữa nhưng mà hay hay ngủ trễ lắm, ngủ 7 giờ mấy 8 giờ. Ngủ dậy trễ chứ không phải là đi ngủ trễ. Đúng rồi, ngủ dậy trễ á. Dạ. Bảy rưỡi 8 giờ thì cũng đâu có trễ lắm đâu, 9 giờ vào làm hả? Thì ngủ trễ với hay hay đi làm trễ đó chị. Dạ. Rồi, tình Dạ. trường thì sao nè, thầy Hùng? Thị trường thì trước em toàn thích người ta không thích em à. Còn về người yêu thì em có người yêu, yêu nhau được mấy năm nhưng mà chia tay rồi. Một mối tình mấy năm thôi hả? 5 năm. 5 năm sao mà chia tay nè? Tại lúc đó nói chung cuộc sống thì hai bên từ lúc sinh viên sau ra làm thì suy nghĩ cũng khác, rồi gia đình hai bên cũng này kia, cuối cùng cũng không đến được với nhau, chia tay chị. Vì vì ngăn cách từ gia đình mà vì cái gì nữa? Tức là thời sinh viên thì cuộc sống khác hơn lúc ra làm đó chị. Dạ. Tiếp, còn gì nữa? Ngoài cái đó thì còn gì nữa? Hết rồi chị, từng đó thôi. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em thì cũng muốn làm mỗi người cũng bình thường, nói chung là sao ta, Ngoại hình đi. ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi, không cần nhiều. Dễ nhìn là như thế nào là dễ nhìn? Em cũng không hình dung ra như thế nào nữa, nói chung nhìn được được xíu thôi, không cần phải đẹp. Cao thấp mập ốm sao? Đừng có nói chung là đừng có mập quá là được, Em cao mét bao nhiêu? mét Bạn gái cao mét bao nhiêu thì được? tầm mét 6 hoặc là mét năm Dưới mấy một là mét được chị, sáu ha. đừng có mét rưỡi là được, hơi hơi Để thấp có lắm. mét rưỡi. Dạ. Cô tuổi năng ngôi quốc của tất ngay cũng là bằng em rồi. Dạ. Ý là đừng 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 thấp thấp dưới mét rưỡi á. Em Tuổi nghe tác chị. thì sao? Quê quán tuổi tác thì sao nào? À, quê thì em nếu nếu được thì thích miền Trung thì càng tốt. Em gốc miền Trung hả? Dạ. Miền Miền Trung Trung hoặc này Tây em gốc Nguyên. nào? Gốc Nghệ An. Rồi, gì nữa không nào? Tuổi tác thì ít em tầm 1-2 tuổi cũng được, hoặc là sao cũng được, hoặc là hơn em 1-2 tuổi cũng được, nói chung trong khoảng đó. Hơn em 1-2 tuổi cũng được. Em có đạo hay là có tôn giáo gì không? Không, em cũng có. Nếu bạn gái có đạo thì em theo đạo được không? Cái đó em chưa suy nghĩ tới nữa. Nó có chấp nhận không? Trong suy nghĩ, trong thâm tâm của mình thì nếu gặp một cô bạn gái như vậy thì mình có chấp nhận không? Cái này giờ chị hỏi đột ngột quá, em cũng chưa nghĩ tới cái Rồi chuyện đó bao giờ. suy nghĩ đi, có lần sau gọi lại thì trả lời chị ha. Dạ. Dạ. Nếu là lớn hơn em tối đa 2 tuổi là ok đúng không? Dạ, nói chung cũng được. Nhưng mà đừng đừng đừng, đừng có chồng có con Đừng gì. già. Tức là chưa từng Ít. ly hôn đúng không? Đúng rồi. Còn độc thân đúng không? Độc thân. Rồi, còn gì nữa không này? Công việc của bạn gái thì có yêu cầu gì không? Không, em không yêu cầu. Dạ. Dạ.
Còn điểm em không thích ở bạn gái là gì? Về tính cách của bạn gái thì em có yêu cầu gì không? Em thích một cô bạn gái nhiều, nói ít hay là như thế nào? Em cũng không không có tính cái đó. Nói chung là về sống rồi nói chung cũng sẽ từ từ rồi cũng hòa hợp thôi em, cái đó em cũng không để ý. Không sao. Rồi, ok, cảm ơn Hùng ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì lần sau nếu mà có người phù hợp để ghi hình cũng như là biên tập sẽ có một cái buổi làm nội dung kỹ hơn với em, thì là hy vọng hôm nay em chia sẻ nhiều hơn nha Hùng. Dạ. Ok, cảm ơn em nhiều. Ok, em cảm ơn chị. Cảm ơn em đó em. Dạ, em chào chị. Họ tên là Bùi Mạnh Hùng, công việc là làm công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, quê quán là xã Lộc An, thành phố Nam Định. Còn thường trú là B25, tổ 8, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Rồi anh nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm em nha. Điểm mạnh của mình thì nói chung là các cái môn sử văn toán hóa là mình rành, còn những cái yếu điểm là lâu lâu thứ bảy chủ nhật là bà tụ tập bạn bè nhậu. Trời ơi, ham nhậu lắm ha, tuần nào cũng nhậu luôn hả? Thì nói chung là ví dụ như là bạn bè nó có cái sinh nhật này hay là có lương này ví dụ vậy thì nhậu. Rồi, ok anh. Rồi mình đã từng kết hôn chưa? Chia sẻ giùm em À, cái có trải nghiệm rồi của em mình. ơi, kết hôn năm 2002, ly hôn năm 2016. Lý do làm sao mà ly hôn ạ? Nói chung là hai người cũng không hiểu nhau lắm, không thông cảm được cho nhau nên là thành ra là chia tay thôi, không có vấn đề gì cả. À, vậy ở được bao lâu, bao nhiêu năm nó có con không ạ? À? Anh chia Có sẻ với hai hai đứa con nha. em. Con lớn bao tuổi rồi anh? Con lớn 20 tuổi rồi, con nhỏ 15 tuổi rồi. Rồi vợ nuôi hết hay sao ạ? À, vợ nuôi nhưng mà anh chu cấp tiền. À, bây giờ vẫn còn chú Tết. Có chứ, tại vì nó mới 20 đến 15 thì phải chu cấp chứ. Dạ, rồi tháng là mình gửi cho bên vợ hai đứa con là bao nhiêu tiền anh? À, một tháng này trung bình từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Công việc của anh đó là đang làm công việc gì anh Hùng? Anh là khu làm ở bộ phận xử lý nước sạch á, của nhà máy nước á, của công ty nước á. Đây là cái logo này. Là anh là nhân viên kỹ thuật hay là sao á? Nói chung là nhân viên xử lý thôi chứ nó không phải là kỹ thuật. Công ty anh là chỗ anh là nước ở sông về ông là cho phèn với cho vôi với cả lo xong là đưa ra bể chứa vậy thôi. Là thành cái nước sạch dùng trong các hộ gia đình hiện tại đó hả anh? Cái gì? Là ý là xử lý thành nước sạch sử dụng trong các hộ gia đình hiện tại đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cũng như nước sạch ở đô của Sài Gòn đấy. Của anh là đô Waco thì Sài Gòn là Là thì Sa xa. Waco ạ. Rồi, anh mới ly hôn từ 2016 đến giờ thì anh có từng tìm hiểu thêm ai khác không? Cách đây 3 năm cũng có tìm hiểu một cô cũng ly dị chồng mà cô chưa có con, nhưng mà gia đình anh không có đồng ý cô đó thì lại thôi. Vậy sao ạ? Tại thì mấy nhà anh, mẹ anh với chị gái anh không đồng ý. Nhưng mà có nói lý do không đồng ý tại sao không, để bọn em còn biết là ví dụ như làm mai tiếp theo cho anh để còn né được Cái không? kiểu thấy chị gái anh nói là cái tính tình cô ấy là nó không hợp với gia đình anh vậy thôi. Không hợp là như nào, anh gia đình anh là thuộc tuýp như thế nào ạ? Về truyền thống hay là về hiện đại hay là như thế nào? Anh sống theo Không. phong tục miền Bắc luôn hả? Đúng rồi, tại vì anh ăn học ở ngoài Bắc thôi, vào trong này đi làm như có sinh ở ngoài Bắc mà.
Nhưng mà bố mẹ anh thì mẹ anh với chị gái anh là vẫn ở ngoài Bắc hay là ở trong này luôn? À, ở trong này hết. Vào đây từ trước năm 90 mấy em. Dạ. Nên là gia đình anh là vẫn giữ cái nét phong cách của người miền Bắc. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì người và Bắc này không có ăn ăn thì không có ngọt. Vâng. Vậy bạn gái anh là người ở đâu? À, bạn gái anh cũng người Nam Định nhưng cô ở huyện, anh ở thành phố. Anh ở thành phố, anh ở Lộc An, ngoại thành Nam Định á hả? Không, đấy là quê gốc, còn nhà ở Văn Miếu, thành phố Nam Định, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định. Ừ. Còn quê ừ. quán là mình phải nói là quê gốc chứ. À. Đúng không? Còn bạn gái anh là cũng là người ở đâu? Người Nam Định nhưng mà gia đình thì trước kia cô học ở huyện trên Định Quán kia của huyện của tỉnh Đồng Nai á. Vâng. Ừ. Chắc là không phù hợp. Rồi. Nhưng mà anh cũng nghe theo lời gia đình luôn. Tại vì chị gái anh nói tính tình của cô ấy nó... Tại vì nhà chị gái anh gần nhà cô đó mà. Ừ. Vậy bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói chung anh công nhân nên anh chẳng có đòi hỏi cao gì. Nói chung là cuộc sống thì hai người thì ví dụ như là cái điểm mạnh thì mình không có nói, nhưng mà phải nhìn chung là cũng đừng có soi xét vào cái điểm yếu người ta, nên là nếu mà cái soi xét vào điểm yếu thì nó khó nói. Dạ. Rồi đi miêu tả chi tiết đi anh, là về ngoại hình, về tính cách, tuổi tác rồi. Nó nói chung là tuổi anh thì năm 3 rồi, mà có hai con riêng rồi, nên là hai cô con gái, cô đầu thì học kinh tế luật ở Thủ Đức ấy, còn cô thứ hai thì năm nay mới học lớp 10. Thì nói chung là anh cũng chẳng có đòi hỏi gì, chỉ có cái là thì nếu mà cô có con thì anh cũng thương con cô cũng như con anh thôi. Gọi là hai người gần như là kiểu như bây giờ là nhà anh thì có nhà riêng nhưng ở Đồng Biên Hòa rồi, nhưng mà gần còn lương anh là nói chung là không chỉ bao bọc được cho anh với con anh thôi, còn lương em biết rồi đấy, lương công nhân nó không được cao đâu. Dạ. Nhưng mà có nhà cửa ổn định rồi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thế bạn gái tuổi tác bao nhiêu thì được hả? Nói chung là nếu mà được thì trên dưới 10 tuổi. Trên dưới 40 em. Dạ. Nó sắp xỉ tuổi anh được không? Cũng được. Tại vì bây giờ là hai người về ở với nhau, gọi là mai mốt thì... Thế mình cũng không muốn sinh con nữa đúng không? Thì không sinh con nữa cũng được, tại vì là anh có hai đứa rồi. Vâng, anh có hai người rồi, hai người con rồi, nên là chị có con riêng cũng được luôn đúng không? Cũng được, cũng được. Nhưng mà có cái là chị phải thông cảm là như vậy này, con anh thì nó còn hai đứa đang đi học, một đứa đại học kinh tế luật, một đứa học cấp 3. Anh phải chu cấp nên là anh không có nhiều tiền để san sẻ với con cô ấy được. Thì cô ấy tự nuôi con cô ấy thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gần như hai người, người Bắc anh nói là góp gạo thổi cơm chung đấy. Còn nhà thì có rồi, nhà cửa thì có rồi, ngang 6 dài 20. Một lò một xẹt. Rồi. Về tính cách của bạn gái thì anh mong muốn là người bạn gái có tính cách như thế nào? Nói chung với gia đình thì là sống làm sao cho nó hài hòa. Còn ngoài xã hội thì sao cũng được, tại vì là tùy cơ ứng biến em ơi. Chứ bây giờ người mà hiền mà sống khu vực nó không hiền thì thành ra cũng không được. Dạ. Nhưng mà ví dụ như tại vì là anh đã từng chia tay mối tình kia, tại vì gia đình anh là kêu là tính cách không phù hợp với gia đình đó. Thì bây giờ anh cũng nên cho tụi em bài kết hợp cầu dòng để đây em không, cái này là không? Bây giờ anh lớn rồi nên anh có thể quyết định được. Nếu mà cô ấy với anh nói chuyện mà cảm thấy nhìn thấy nhau, hợp nhau là được à. Anh có thể quyết định được mà. Quyết định rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì gia đình anh là có 6 anh em thì là riêng hết mà. Dạ. Được rồi, ok anh ạ. Về ngoại hình thì anh có yêu cầu gì không ạ? Nói chung là cũng anh nói rồi, anh lớn tuổi rồi, anh chẳng có yêu cầu gì. Nói chung là cao trên 1m50 là được, anh cũng hơn 1m6 tí. Dạ, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh
Anh Hồng ạ, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nên là chương trình có việc thì sẽ là còn cái vòng 2 nữa. Thì nếu có người phù hợp thì biên tập chương trình sẽ liên hệ riêng với anh để trao đổi kỹ hơn về nội dung anh ha. Rồi.